Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lâm Tâm Như tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân, đập tan những tin đồn ác ý. Lâm Tâm Như chia sẻ về việc tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc mỗi ngày, cho thấy cuộc hôn nhân viên mãn của cô và tài tử Hoắc Kiến Hoa. Theo Soho, mới đây Lâm Tâm Như xuất hiện tại buổi tuyên truyền bộ phim mới mang tên Miss Andy cùng bạn diễn Lý Lý Nhân. Không chỉ gây chú ý với những chia sẻ của bộ phim, Lâm Tâm Như còn có những tiết lộ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân và gia đình của cô sau 6 năm về chung một nhà với tài tử Hoắc Kiến Hoa. Chia sẻ của cô được đông đảo khán giả quan tâm, nhất là khi thời gian qua xuất hiện nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của cặp đôi bị rạn nứt. Theo Lâm Tâm Như, khoảnh khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày của cô chính là được nhìn thấy ông xã Hoắc Kiến Hoa cùng cô con gái cái heo nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ bên nhau. Ngắm nhìn hai bố con ngủ say, cô tận hưởng khoảng thời gian riêng của bản thân, uống một cốc rượu, xem phim truyền hình. Lúc đấy tôi cảm thấy mình rất tự do tự tại, vừa có người đẹp, vừa có rượu ở bên. Trước đây hồi còn độc thân, tôi có nhiều thời gian để tận hưởng không gian riêng tư của mình, nhưng rất ít khi cảm nhận được cảm giác ấm áp vui vẻ đó, nữ diễn viên chia sẻ. Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như còn khiến các fan thích thú khi trả lời câu hỏi vì sao không để ông xã Hoắc Kiến Hoa đóng vai nam chính trong phim mà phải đi tìm diễn viên khác. Cô cho biết, tôi thấy Hoắc Kiến Hoa chưa đủ thăng trầm. Nam chính trong phim tuổi tác cũng thuộc hàng già dặn, trong khi đó Hoắc Kiến Hoa lại quá đẹp trai, lại chỉ mới 43 tuổi, rất khó để diễn được vẻ tiều tụy. Chính vì lý do này mà cô đã chọn người bạn diễn quen biết nhiều năm là Lý Lý Nhân, người hơn Hoắc Kiến Hoa 5 tuổi và hợp với vai diễn hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.